Ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ có là từ đầu tiên. Từ đầu tiên là gì nhỉ? Gì nhỉ? Chua, chua là làm đúng không? Ví dụ bây giờ mình có là ví dụ như là chua mà mình lấy cái ví dụ mình chua sớm một công chua, bạn làm công việc gì? Sau này chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều những cái từ liên quan đến từ chua này, ví dụ như là chua phản làm cơm, chua biển làm bánh, chua xía làm giày, chua y phú làm quần áo. Vậy thì theo em là từ chua nó sẽ có một cái quá trình để thành phẩm. Đấy chưa? Nó có một cái quá trình để thành phẩm thì dùng là từ chua, ví dụ như là chua xía giữ. Chua xía giữ. Xía giữ, chua xía giữ làm giày dép, chua y phú. Chua y phú, quần áo. Ai biết túi là gì ạ? Bao giữ, sorry, bao bao也可以. Chua bao bao. Chua bao bao. Chua bao bao. Làm túi. Chua thành 4 ạ, xin lỗi mọi người. Chua bao bao. Đó, ví dụ như là chua quán truy là gì? Đồ chơi. Quán truy. Rồi, vậy là em hiểu một điều là từ chua làm cơm là gì? Chua. Chua phản. Ok, vậy là mình có một cái quá trình để mà thành phẩm. Sản phẩm thì mình dùng là chua. Nhiều khi chúng ta có thể nghe thấy là một dạng làm, ví dụ như là chua của lão phố họ bu họ lão phố vợ chua của lão phố họ bu họ làm vợ của anh nhé. Chua của nữ phong họ bu họ làm bạn gái của anh nhé. Thì cái từ chua là các bạn sẽ nghe thấy đại đa số là sẽ dùng với nghĩa là làm, dùng nhiều nhất luôn. Nhì chua sớm mong cung chua, bạn làm công việc gì? Sau này các bạn sẽ nghe được một cái từ số 2, đó là cản. Cản, ok. Cản. Từ cản này các bạn sẽ thấy nó có hai dạng, một là thanh ngang và hai là thanh bốn. Thì ví dụ như là chúng ta có ví dụ như là nǐ zài gān mǎ, thì cái từ này khi mà các bạn đọc nó sẽ không có thanh như này, nhưng mà các bạn đọc nó giống chữ mǎ. Gān mǎ, nǐ zài gān mǎ, nǐ zài gān mǎ, nǐ zài gān mǎ, bạn đang làm gì? Nǐ zài gān mǎ, bạn đang làm gì? Còn nếu khi mà em đọc là can thì em sẽ thấy đó là một dạng là giống như là can vây, cạn ly, sải can, phơi khô. Vậy can ở đây là khô, có hai nghĩa. Nếu mà can thì nó làm, còn can nghĩa số 2 là khô. Ví dụ can gì? Can vây. Vây là cái gì? Cái ly. Cạn ly thì nó khô ấy. Can vây. Hỏi lâu mà. Vậy là chúng ta nhắc lại nhá, chua là làm. Ví dụ vừa mới có vấn đề là từ chua xía dự làm giày dép. Đây nha, em ghi lại nếu bạn ở chưa kịp ghi. Xía đấy, y phú đấy, phản chua xía làm giày dép, chua y phú làm quần áo, chua phản làm cơm, chua bao bao túi. Thực ra những cái này rất là dễ tìm. Ví dụ mình muốn mua cái đồ gì mình hay dùng cái này, mải xía, mua giày, mải y phú, mua quần áo, mải bao bao, mua một túi, phản cơm. Hỏi là mò. Rồi từ số 2 chúng ta có là cản. Khi em đọc là cản thanh 4 thì nó có nghĩa là làm. Ví dụ như là cản mở làm gì? Nǐ zài gān mǎ, nǐ zài gān mǎ. Từ ma là không có thanh, đọc là gān mǎ, gān mǎ, nó hơi giống thanh họ. Nǐ zài gān mǎ, bạn đang làm gì đấy? Thì gān mà thanh ngang thì các bạn nhớ hộ em là nó là gì? Khô. Ví dụ như là gān bèi, gān bèi, gān bèi. Ok, chúng ta nhớ giúp em là nếu như mà các bạn nghe thấy từ nhịp xe cảm mở thì các bạn sẽ rất hay nghe cái câu trả lời về là những cái câu mà là những cái động từ thường ngày mà chúng ta hay làm, gọi là động từ thường nhật đi. Thì các bạn sẽ thấy ở đầu sách của chúng ta, trang số 5, sách của em là trang số 5, ở phần tiếng Trung giao tiếp hàng ngày gì, cái này có ở trên YouTube. Xe cảm mở
好了吗? Câu số 20. 你在干嘛? 没干嘛? Không làm gì cả. Thì chúng ta sẽ có cái trả lời nó là động từ thường nhật. Vậy là em nhớ hộ mình là cái từ canma này là dùng để hỏi về động từ thường nhật. Có là cái kiểu công việc chân tay hàng ngày mình hay làm đấy. Có zài jia lǐ ở nhà. Zài chì fān đọc của em là zài jia lǐ. Zài jia lǐ. Zài jia lǐ. Zài chì fān. Zài chì fān. Zài shàng bān. 在上班上课上课上课上课了你你好OK跟朋友去玩朋友等于等于em là cái từ友này phải đọc là yêu đừng có đọc là友nhá 跟朋友去玩，在去玩呢，在去玩，当地，当地chơi，在去吃东西，当地ăn，去喝咖啡，đi uống cà phê，去看电影，đi du lịch，去买东西，đi shopping，去照相，照相，照相去照相，đi chụp hình bỏ sách đâu ta ăn nho xong bây giờ ngồi mặt đơ thế nhở chào xiang chào xiang ok vậy sinh nhật là gì quản hội là bữa tiệc sinh nhật quản hội là tiệc sinh nhật chi quản hội là đi party kiểu dạng như là đi tiệc hôn lễ chi hôn lễ đi đám cưới phóng hữu tờ hôn lý là đám cưới của bạn bè chứ hôn lý là được rồi ok chứ toàn liên sân thể đi tập đúng nhở toàn liên sân thể rèn luyện thân thể thì đi tập nó hỏi là đi chai cơ mà thì đừng có trả lời là ủa chai suy giao ồ chai suy giao đang gì đang ngủ vì sao đang ngủ sao trả lời được vậy nhớ em là từ dài này cơm ở thì là đi kèm với những cái động từ gì động từ thường nhật từ số 3 mà ngày hôm nay chúng ta học được từ số 3 mà ngày hôm nay chúng ta học được ấy đó là từ pan ok ví dụ như các bạn sẽ thấy cái câu đầu tiên chúng ta nghe được đó là sở mơ đi kèm với lại động từ thì dịch là thế nào đúng không ạ sao thế nào sở mơ chuy đi thế nào 怎么吃 ăn thế nào 怎么说 nói thế nào 怎么办 làm thế nào từ ban này khác với lại cả những cái từ vừa chúng ta đang học đó là từ ban này có hai dạng ban này có thể nói tắt của từ ban phở có nghĩa là cách thức ví dụ như chúng ta có là 我没法说你 mấy phả là hết cách ấy 没法说你 ok mày hết thuốc chữa rồi không nói được mày nữa rồi kiểu cãi vợ nhiều quá xong rồi nó nói cho một hồi thì mình chỉ có cách để mà nói lại đúng một câu đó là ok nhỉ tuổi em đúng rồi của mấy phả xua thì anh không nói với em nữa không đủ sức ok mấy phả xua thì là không nói được nữa không nói được với người ta nữa thì mình dùng là mấy phả xua thì của mấy phả xua thì của mấy phả xua thì anh không nói được với em anh không nói được nữa mấy phả xua mấy phả xua là hết nói hết cách nói không thèm nói nữa mấy phả xua vậy thì các bạn đừng quên nội em là bàn phả có nghĩa là cách thức khi người ta nói là giỏm mơ bàn thì ý người ta muốn nói là làm cách nào chứ không phải dịch là làm thế nào được chưa ạ và người ta đang hỏi về cách làm của một cái gì đó hôm nay được chưa ạ đó chót lấy tiền của vợ đi chơi điện tử đó xong nó phát hiện ra thế là hỏi bạn thân của mình ê xin ra chở mơ ban à xin ra chở mơ ban à bây giờ là phải làm như thế nào đó suy nghĩ đối phó với nó chở mơ ban khó lắm không
Ok. Và cái từ pan này ngày hôm nay các bạn học sang bài 4 ấy thì các bạn sẽ có hộ em từ pan này đi kèm với lại các chứng chủ. Chứng chủ là giấy tờ. Giấy tờ có con dấu ấy thì gọi là chứng chủ. Giấy tờ có con dấu thì gọi là chứng chủ. Chứng chủ, giấy tờ có con dấu. Ok. Có ai nhớ từ kết hôn không? Chia hôn, đúng rồi. Chia hôn. Chia hôn mà em đi kèm là chia hôn chứng thì dịch là giấy đăng ký kết hôn. Ok. Vậy là giải ban chia hôn chứng đang làm giấy đăng ký kết hôn. Đúng không nhỉ? Ban chia hôn chứng nó đi kèm với giấy tờ. Có ai biết là hộ chiếu là gì không? Hộ chiếu là gì? Ồ, cái bài 4 à. Lật lật qua bài 4 nhìn ké ké qua bài 4 giúp em một chút xíu. Hộ chiếu hả? Trang 12 ấy. 12 có từ chiếu hôn không? 14, trang 14, tập photo. Hộ chiếu, đúng rồi. Hộ chiếu. Ok, thế thì làm hộ chiếu nói như thế nào? Bản hộ chiếu. Bản hộ chiếu. Ok, bản hộ chiếu. Ở từ mới số 22 có giấy thông hành là gì nữa mình? Giấy thông hành là thông hành chứng. Ok, thông hành chứng. Thế là làm giấy thông hành nói như thế nào? Bản thông hành chứng. Ok. Chứng minh thư nhân dân là gì nữa mình? Thân phận chứng. Phân thanh 4 và chứng cũng vậy nè. Thân. Thân phận chứng. Thân phận chứng. Thân phận chứng. Làm chứng minh thư nhân dân. Ban thân phận chứng. Thế ví dụ như là bây giờ mình có là cái dạng mà hết hạn ấy. Thằng visa đâu nhở? Visa là gì? Visa trang trước, trang 13, từ 16. Visa. Chien. Chien zheng. Ok, nào. Chien zheng. Chien zheng. Ok, vậy làm visa nói như thế nào? Bản chiên trọng. Bản chiên trọng. Bản chiên trọng. Hồng Kông là visa riêng. Đài Loan visa riêng. Trung Quốc đại lục là visa riêng. Thế thì mình nói với em là Hồng Kông, visa Hồng Kông thì là Hồng Kông trước hay là visa trước? Hồng Kông trước. Vậy là làm visa Hồng Kông là gì? Bản Hồng Kông chiến trọng. Hồng Kông là từ mới số 8 đấy. Nào. Nào. Bản Hồng Kông chiến trọng. Bản Hồng Kông chiến trọng. Làm visa Đài Loan nói như thế nào? Bản Thái Loan chiến trọng. Bản Thái Loan chiến trọng. Ok. Thế nếu như chúng ta có từ bản là làm thì các bạn sẽ có từ giải bản là no. Giải ví dụ như là sẽ chiến. Tạm biệt. Thế từ giải này là ví dụ như là mình đã hết hạn rồi, mình đã sử dụng nó nhưng mà bị hết hạn thì mình sẽ dùng là giải bản của yao giải bản chuyển trọng. Em muốn xin gia hạn, em muốn xin làm lại, làm mới thì giải bản. Giải là từ lại. Giải là từ lại. Khỏe lắm không? Ok, vậy chúng ta nhớ hộ em nhé. Chúng ta có 3 từ rồi này. Zuo là làm. Gan cũng là làm. Làm công việc hàng ngày.
Pan là làm gì? Làm về giấy tờ, thủ tục. Ngoài ra thì chúng ta có thể nghe thấy rất nhiều những dạng mà cũng dịch là làm nữa. Nghe nhá. Nung. Nung làm. Cảo. Cũng có là làm. Sẽ mà nung. Sẽ mà cảo. Các bạn có nhớ từ tăng không? Tăng lão sư làm giáo viên, tăng chương lý làm giám đốc. Bài số 3 đấy, tăng cộng với lại chức vụ thì cũng thì là làm. Đấy cũng là một từ làm. Tăng cộng với chức vụ thì được là làm. Vậy là từ nung với từ cảo này là giống như thế nào? Từ nung này nó giống như kiểu mà từ dung ấy. Dung là dùng. Thế bây giờ em mua một cái món đồ gì đấy mà em không biết sử dụng. Ví dụ như là cái microphone của mình đây. Đó, cái microphone này thì mình sẽ hỏi là ấy, chưa cửa sử dụng. Chưa cửa sử dụng. Cái này dùng như thế nào? Đó, với những cái đồ vật mà nhỏ nhỏ ấy thì bắt đầu là mình mở cái món đồ ở đấy mà mình không biết mở, xong là mình cứ loay hoay mãi xong mình không mở được thì mình hỏi bạn đấy, chưa cửa sử dụng. Đấy. Thì có nghĩa là ý là cái từ chấm nung này là hỏi về cách sử dụng mọi người nhá. Nó giống từ dung. Từ nung này nó giống về hỏi cách sử dụng chấm nung. À, và từ nung này ấy, nó hay đi kèm với kiểu giống như là mình làm hỏng cái gì đó. Nung hoài à. Đấy, hôm nay em mới mua con iPhone 8 một cái. Thế là em đưa cho bạn Quyền mượn, xong là bạn Quyền làm rơi một phát. Thế là bắt đầu là bạn đã bảo là ê lão sư, em làm hỏng điện thoại của cô rồi. Đó, xong. Thì mình dùng là nung hoài, làm hỏng. Nung hoài là sẽ mà nung. Đó, từ làm hỏng thì dùng từ nung. Nó dùng từ dùng. Cảo thì ok rồi. Cảo ở đây thì nó dùng cho rất nhiều các trường hợp. Có nghĩa là không nhất định là phải trường hợp nào, nhưng mà em thấy là nó thay thế cho tất cả các trường hợp. Có điều là nó không được dùng với cái nghĩa là kiểu mượt mà lịch sự cho lắm, mà nó giống kiểu mà ăn nói kiểu xuồng xõa. Ví dụ như là chúng ta ở trong tiếng Anh nó có rất nhiều những từ mà kiểu dạy như what the hell, kiểu dạy như thế. Hoặc là ví dụ như là mình ở chứ ni cảo sở mốc quẩy à, ní cỏ sớm mất quẩy, mày làm cái trò khỉ gì thế, mày làm cái quái gì thế. Kiểu là không phải là mình không biết nó làm gì, mà mình cảm thấy là không hài lòng về cái việc mà anh ta làm. Thì mình sẽ nói là ní chai cỏ sớm mơ. Hôm nay ví dụ như là em thuê anh đến đây, anh kiểu dạng như là anh làm việc mà tự dưng anh ngủ chẳng hạn. Thì mình ra mình hỏi là ế, ní chai cỏ sớm mơ, anh đang làm cái gì đấy, không phải là mình không nhìn thấy nó ngủ. Và mình biểu đạt cái thái độ của mình là không thích cái điều đấy. Thì mình nói nhìn sai cỏ sở mơ. Và từ cỏ này mang tính chất là cỏ sở mơ quỷ đấy. Từ quỷ là quỷ. Nhìn sai cỏ sở mơ quỷ thì ý là bạn đang làm cái trò khỉ gì đấy. À, mang tính chất là từ cỏ này là làm, nhưng mà nó là kiểu dạng như là thán từ, một cái dạng kiểu bộc lộ cái cảm xúc không tốt cho lắm. Người dùng từ cỏ. Tất nhiên là nếu ví dụ cảm xúc vẫn tốt nhưng mà mình thích dùng từ này thì vẫn được. Nó mang tính chất là nói nhấn mạnh. Bạn đang làm cái gì? Bạn đang làm cái gì quỷ? Bạn đang làm cái trò khỉ gì đấy? Bạn đang làm cái gì? Ai biết từ loạn? Loạn ấy. Trong tiếng Trung có từ loạn rất dễ nhớ. Loạn. Được chưa? Nhi lái chưa cảo loạn mà. Nhi lái chưa cảo loạn mà. Nhi lái chưa cảo loạn mà. Đến đây. Làm gì? Làm loạn à? Đúng không ạ? Cảo loạn. Cảo loạn dịch là gì nhỉ? Quậy phá. Quậy phá, làm loạn thì dịch là cảo loạn. Bù yào cảo loạn đó. Đừng có mà phá phách nữa. Đừng có quậy phá nữa. Cảo loạn. Hảo lơ mơ. Ok, na zai zhe li wo mei you zui hou de shi zen me yang. Chúng ta có từ cuối cùng về cái cụm này là zen me yang.
怎么样? Thì các bạn nhớ là hỏi 什么意思啊?松 你看什么? 看什么看? Ok, để cho ta có là 怎么样? 怎么样了? Như thế nào? Vậy 怎么样 sẽ hỏi về nội dung đúng không? Nó sẽ trả lại một tính từ cho mọi người. Ví dụ nhé, 喝怎么样? Uống như thế nào? 好喝? Uống ngon. 睡怎么样? Ngủ như thế nào? 睡得很好. 睡得很好. Ngủ rất là ngon. 睡得很好. 睡不着, không ngủ được. 没有睡, không ngủ. Cái này làm ơn xem hộ em là bài số 2. À xin lỗi mọi người, là bài 3 phần 2. Ở làm sao con lấy ví dụ việc sắp rất rõ ràng á. Công chua giờ mấy ông? Công việc như thế nào? Ví dụ công chua hẳn món, công việc rất bận. Công chua hẳn hảo, công việc rất tốt. Chế tờ giờ mấy ông? Cảm thấy như thế nào? Nì chế tờ ủa sư giờ mấy ông? Bạn cảm thấy tôi là người như thế nào? Nì chế tờ tha giờ mấy ông? Bạn cảm thấy anh ta là người như thế nào? Xuế xí giờ mấy ông? Trái trưa lì xuế xí giờ mấy ông? Học tập ở đây như thế nào? Trái nọ lì xuế xí giờ mấy ông? Học ở đó như thế nào? Nì xuế xí hai lì giờ mấy ông? Bạn học tiếng Trung như thế nào rồi? Bù giờ mấy ông? Bù giờ mấy ông thì dịch làm sao? Không ra làm sao cả. Đấy, không ra gì. Nì xuế hai lì giờ mấy ông? Bù giờ mấy ông? Bù giờ mấy ông? Không sao sao cả. Vậy, chứ giống như mình có ăn như thế nào? Mình sẽ có những cái từ là hào chứ, ăn ngon. Hứ giống như hứ giống như hứ giống như hào hứ, uống ngon. Khăn là xem đúng không? Khăn giống như thì dịch là hào gì? Hào khăn, hào khăn thì gì là gì? Xem gì? Xem hay. Hoặc là kiểu đẹp. Còn một dạng nữa là từ gì nhỉ? Thiêng, nghe. Thiêng giống như nghe như thế nào? Hảo thiêng thì dịch là nghe hay. Đó, vậy là cái từ hảo này là kết hợp được rất nhiều từ nè. Hảo chứ, ăn ngon. Hảo hư, uống ngon. Hảo thiêng, nghe hay. Hảo khăn, nhìn đẹp. Được chưa ạ? Vậy các bạn nhớ nhá, từ hảo này thì các bạn nhớ của em nó đi kèm với lại một cái tính từ, sorry, một cái động từ để nói về cái trạng thái mà mình biểu đạt là tốt. 好人, 我是好人. Tôi là người tốt. 他是坏人. 坏人都弄坏了呢. 他是坏人. Anh ta là người xấu. Mình muốn chửi nữa là mình nói là 你是个坏蛋. Thằng khốn nạn này. 坏蛋 thì mình dịch là 蛋 trong từ trứng à. 蛋. Thì cái từ 坏蛋 này người ta dùng là mất dạy. Đó, 坏蛋. Rồi, vậy hoài là xấu bản chất. Hảo là tốt bản chất. Hảo khan là đẹp. Ok. Còn ví dụ như là xấu kiểu dạng như là xấu về nhan sắc ấy, thì mình nhớ của em là không dùng từ hoài nhá. Xấu về nhan sắc thì người ta nói từ khác. Hoài là xấu kiểu như là xấu bụng, xấu tính. Còn đâu từ xấu mà xấu bản chất kiểu bên ngoài, xấu về ngoài thì là chẩu của em. Chẩu. Chẳng tới chẩu. Trọng đất chẩu. Ủa trọng đất chẩu. Em xấu. Tan sư ủa hẳn uẩn rấu. Nhưng em rất dịu dàng. Ủa trọng đất chẩu. Hỏi lắm à? Ok. Sế. Nam phóng nhau, nữ phóng nhau. Ai rấn, thống sư, thống xế, thống ngộ. Ai rấn là đây các bạn đừng nhớ nó là người yêu mà nó là vợ hoặc chồng. Và cái từ này không thể dùng gọi trực tiếp. Mà ví dụ chúng ta có là lão công, chồng, lão phở, vợ. Thì cái từ ai đến này dùng để nói với người số 3 là chủ yếu. Ví dụ nhá, Wei, 我是王先生的爱人. Wei, 我是王先生的爱人. Alo, em là 王先生, là ông vương. 的爱人, là vợ của ông vương. Được chưa? Vậy lúc này mình sẽ dịch là vợ hoặc chồng của ai đấy, chứ không dịch là người yêu theo cái đen nhá. Và khi các bạn đọc, các bạn không được đọc là ai rến, mà các bạn nên đọc là ai rến. Từ rến này là bị câm đi nhá. Quế, 我是王先生的爱人. Ai rến, 不是爱人, ok.
chỉ tua sáu chỉ tiền là chỉ cơ đến chắc không có từ mới với mọi người chỉ là mấy tua sáu là bao nhiêu tua sáu chén bao tiền chia ở chỉ khẩu đến thực ra cái này thì rất là đơn giản rồi các bạn để yêu em từ 44 có hai từ không có phiên âm mà các bạn chắc cũng biết luôn rồi ớ dự là con trai nhỉ ớ là con gái con trai con gái ok con trai và con gái đây là con của mình còn nếu như mà mình nói về kiểu giới tính là con trai và con gái thì chúng ta có nán và nữ nán là nam nữ là nữ tuy nhiên nếu như mà nói về một người gọi là girl hoặc là boy ấy, thì chúng ta sẽ không dùng là nán nữ được mà chúng ta sẽ dùng là nán hái và nữ hái người con gái và người con trai hai cái bạn này là chưa có kết hôn mình mới gọi là nam hái nữ hái. Ta shì yī ge hǎo nǐ hái. Cô ấy là một người con gái tốt. Nam hái là con trai, nữ hái là con gái, nữ ở là con gái của mình. Er zì là con trai của mình. Trong này em xin mở rộng hai từ nữa đó là từ 40. Ngoại công và ngoại phụ. Ngoại công là ông ngoại, ngoại phụ là gì ạ? Bà ngoại. Thì ở bên trên nó có từ lão lao và lão dê cũng là bà ngoại và ông ngoại. Tuy nhiên thì em cho hai từ này để mà chúng ta có thể mở rộng nó là từ cung cung. Từ cung và từ phụ ở hai dòng đấy thì rộng lặp lại cho em. Từ cung cung thì sẽ có nghĩa là bố chồng. Từ phụ phụ thì có nghĩa là mẹ chồng. Vậy là khi mà mình nói là đấy là mẹ đẻ của mình ấy thì tất cả những cái người mà trong gia đình mình có họ hàng ruột thịt mình dùng từ chin cho em ví dụ như là chin tỷ thì là em trai ruột chin mẩy là em gái ruột chin ma thì là mẹ ruột chin ba là ba ruột còn khi mà mình nói về ba mẹ mà là không phải là ba mẹ đẻ của mình ấy thì mình dùng của em là tha shu wo gong gong đó là bố chồng của tôi anh ta ông ấy là bố chồng của tôi Tha shu wo kuo kuo, bà ấy là mẹ chồng của tôi. Tất nhiên khi mà lấy chồng thì vẫn phải gọi bố mẹ chồng là pa ma bình thường. Nhưng mà cái này là cách mà đi nói với cái người số 3. Được chưa? Nhưng anh con trai thì có yue phụ yue mẫu ấy, nhạc phụ nhạc mẫu đấy. Ngày xưa mà xem phim chắc hẳn các bạn đã từng nghe thấy cái câu là yue phụ yue mẫu ta đến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nó tán con gái là người ta mà. Thế nên là phải gọi người, bố mẹ vợ là tả lớn. Chúng ta có yue phụ. Ở trong tài liệu của mọi người không có. Các bạn có thể thêm vào yue phụ yue mẫu. Bố chồng, à sorry, bố vợ và mẹ vợ. Đó thì tương tự với các bạn nam thì các bạn có thể nói giúp em là Ta shi wo de yue phụ, bố chồng. Ta shi wo de yue mẫu, mẹ vợ. Ấy cứ gì sai sai á, yue phụ là bố vợ, yue mẫu là mẹ vợ, cung cung là bố chồng, phố phố là mẹ chồng. Cái này em nói nó không được tốt cho lắm, kiểu hay bị loạn lắm. Cung cung này, bố chồng, phố phố, mẹ chồng, yue phụ. Bố vợ mọi người nói tiếng Việt em nói tiếng Trung ok yue mẫu mẹ vợ thế bây giờ ngày xưa mọi người đi xem phim mọi người có để ý là nó hay gọi cung cung là gì không thế bây giờ mà để phân biệt bố chồng với công công thì phân biệt như thế nào em nói là chữ Hán giống nhá chữ Hán viết cũng giống luôn công công với là cả công công bố chồng với là cả công công ông công công viết giống nhau đọc giống nhau luôn để là phân biệt được mà không bị nhầm ấy. À, phân biệt kiểu gì? Suy nghĩ tí xem. Công công thì số lượng lớn, còn bố chồng thì số lượng nhỏ. Chắc cùng lắm chỉ có một bố chồng thôi. Đấy. Ví dụ như là bây giờ mình gọi bố của mình ấy, thì mình không được gọi thẳng vào tên. Mình không gọi là gọi thẳng là tên, đúng không? Bố chồng thì mình không thể gọi là kiểu như là ví dụ như là tên xong rồi đi kèm ví dụ như là bố Minh ơi hay là bố Quang ơi hay cái gì ít lắm chỉ có trẻ con kiểu thế thôi vậy nên là nếu như mà trong lớp mình ví dụ có rất nhiều bạn ví dụ như là bạn
Sơn này, san công công thì dịch là sơn công công. Ninh công công, ninh công công đấy, chuyến công công, quyền công công, sung công công, tùng công công. Thì tất cả những cái dạng mà có tên riêng lần trước thì tôi đã chúng dịch của dịch là gì? Công công. Còn nếu như mà mình gọi bố thì làm sao mà mình nói với lại người khác ấy, tha sư của công công thì của đồng công công đấy là ba chồng của tôi, không dịch là tên vào đấy, ít khi có tên lắm đúng không ạ? Đấy, để phân biệt bố chồng hay là cả các anh công công thì các để ý là nó không có tên riêng. Ở bài số 3 này đấy. Ở bài số 3 này hết rồi. Không còn cái gì đâu. Câu 51 em mở rộng một tí nữa. Câu 51 này chúng ta có biểu và thắng. Khi các bạn xem phim các bạn hẳn đã nghe thấy một số những câu ví dụ biểu cưa. Biểu cưa, biểu ca. Thắng cưa, đường ca. Biểu mây, biểu muội. Đấy. Biểu chỉa, biểu tỉ thì nói chung là mọi người nhớ em. Biểu và thắng thì biểu nó sẽ là bên ngoại, thắng nó sẽ là bên nội. Vậy khi mình nói là biểu chỉa thì dịch là chị gái bên họ ngoại. Biểu mây, em gái bên ngoại. Biểu tỉ, em trai bên ngoại. Đó. Thắng, thắng cưa, anh trai bên gì? Bên nội. Thắng mẩy, em gái bên nội. Thắng chỉa, chị gái bên nội. Cứ thắng ở đằng trước thì nó sẽ là bên bên nội. Biểu ở đằng trước thì là bên bên ngoại. Chin ở phía trước thì là ruột thịt. Còn kia ạ? Còn đâu? Ngoài ra thì chúng ta sẽ để ý là nó có những cái mà chảy chỉ múa chồng múa vợ và nên mình học rồi. Nì chà yếu chỉ gơ xung đi chỉa mây. Em xin giới thiệu một chút là chúng ta có từ cơ cửa. Cơ cửa là anh trai. Tỷ tỷ là em trai. Mây mẩy là em gái. Các bạn đừng đọc là mây mẩy, tội nghiệp em. Rất nhiều người đọc là mây mẩy. Mây mẩy, mây mẩy là em gái. Chỉa chĩa là chị gái. Thì mình có ở trong này là xung tỷ chỉa mây. Thì cái vị trí của từ xung này đấy, nó chính là từ huynh. Huynh ở đây là chính vì là thay từ cơ cửa. Thì mọi người nhớ nhá, ở câu 5212 của em, vậy là xung tỷ chỉa mây ở đây thế dịch là huynh đệ tỷ muội, hay nói một cách khác là anh chị em trong gia đình. Thế cái từ sung này là nó sẽ thay thế vị trí của từ cư cửa. Từ sung này rất là dễ nhớ, các bạn nhớ của em nó có nghĩa là anh. Ở trên này các bạn nhìn lên bảng được không ạ? Để các bạn đỡ thắc mắc là tại sao không dùng từ cư cửa mà lại dùng từ sung. Thấy chưa? Sung là từ huynh, nó cũng giống như anh. Thấy chưa? Thì từ sung này là bộ gì nhá? Bộ khẩu. Ở bên cạnh này bộ ở là nhi. Khẩu này có nghĩa là cái miệng. Ở này có nghĩa là nhi trong từ nhi đầu. Thì mình có là nếu mà là anh ấy, bên trên là mồm, bên dưới là bộ nhi, thì là ra chữ gì? Chữ chung. Ok. Thế thì bên trên là khẩu là cái miệng, bên dưới là bộ nhi là đứa trẻ con. Là anh thì mình được quyền là kiểu quát nạt, bắt nạt, nói chung là mắng mỏ mấy cái đứa nhỏ hơn. Đấy. Nếu mà nhắc đến hình ảnh của một người mà có cái mồm mắng trẻ con, bắt nạt trẻ con, nó kiểu dạng như là dỗ dành trẻ con, nói chung là dùng cái mồm với lại một đứa trẻ con thì đấy là người gì á? Anh. Mọi người nhớ em, chữ anh bao gồm bộ khẩu là cái miệng, nhi là đứa trẻ con, cái miệng đi kèm với đứa trẻ con có thể là quát nạt mắng mỏ gì đấy, hoặc là dỗ dành, nói chung chung là được phép mắng mỏ đấy thì là gì nhá? Anh. Đấy chưa? Ví dụ như mình chẳng hạn, bây giờ mình sẽ có quyền sai em mình đi rửa bát chứ không phải là mình. Đấy là anh mà có quyền. Đó thì mình nhớ cái từ xung này là có hai chữ đấy rất dễ nhớ. Bài 4 của chúng ta có 3 bài dịch. Thực ra là một bài là cái từ tiêu lơ ấy, mất rồi cái thứ ấy là phần từ mới. Tất cả những cái này các bạn chép từ mới ra cho em, chép ra để chúng ta học những cái thủ tục để vượt biên theo đường bộ. Và tất cả những động từ và cách sử dụng nói ở sân bay cũng như là giao dịch ở trên máy bay. Bài là liên quan về sức ngoại. Nhìn lên trên.